Hội chứng phụ thuộc Messi trầm trọng hơn chúng ta tưởng. Không chỉ một câu lạc bộ yếu như là Inter Miami mà cả nhà đương kim vô địch thế giới như đội tuyển Argentina cũng không thể quên đi hình bóng của El Pulga dù chỉ một giây. Đừng nói là một trận đấu, một tháng, một năm hay tương lai xa xôi. Hôm mùng 5 tháng 10, huấn luyện viên Lionel Scaloni công bố danh sách đội tuyển Argentina chuẩn bị cho hai trận gặp Paraguay và Peru trong tháng 10. Messi tiếp tục có mặt dù chưa bình phục sau chấn thương. Tiền đạo 36 tuổi gặp vấn đề về thể lực từ khi chơi cho Argentina đầu tháng trước. Sau khi trở lại Inter Miami, anh nghỉ trận gặp Atlanta United rồi dính chấn thương trong trận tiếp theo gặp Toronto FC. Tiếp đó, anh nghỉ thêm 4 trận, gồm cả trận chung kết Cúp Quốc gia Mỹ thua Houston Dynamo 1-2. Trong 5 trận vắng Messi, Inter Miami hòa 2 và thua 3. Sau trận thua Chicago Fire 1-4 hôm mùng 4 tháng 10, đội bóng bang Florida đã hết hy vọng giành vé dự vòng playoff MLS Cup. Trước đó thì Messi chơi 11 trận, ghi 11 bàn, kiến tạo 5 lần, giúp Inter Miami giành Leagues Cup. Ngày mùng 7 tháng 10, Inter Miami sẽ gặp FC Cincinnati. Hiện chưa rõ khả năng Messi chơi trận này trước khi về Argentina dự vòng loại World Cup. Tôi nghĩ Messi sắp thi đấu trở lại, huấn luyện viên Tata Martino nói sau trận thua Chicago Fire. Như chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ đánh giá cậu ấy trong 2 ngày tới để xem liệu cậu ấy có đủ điều kiện thi đấu hay không. Điều quan trọng nhất là cậu ấy bình phục chấn thương và dần tìm lại phong độ tốt nhất. Trong trận ra quân vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, chính Messi sút phạt ghi bàn giúp Argentina thắng Ecuador 1-0 ở trận thứ hai. Anh cùng với đội đến Bolivia nhưng không thi đấu do quá tải. Tuy nhiên, Argentina vẫn đủ sức thắng đội chủ nhà 3-0. Sau chức vô địch World Cup cùng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, đương nhiên là Messi đã trở thành một vị thánh sống với Argentina. Tuy nhiên, những người làm chuyên môn không thể suốt ngày chạy theo cảm tính như cổ động viên bình thường. Việc Argentina đến thời điểm này, với vị thế này, vẫn phải triệu tập một Messi đang chấn thương, chỉ cho thấy nhiều tín hiệu tiêu cực. Nếu Messi không thể thi đấu, Argentina phí mất một suất lên tuyển. Nếu Messi thi đấu mà tái phát chấn thương, đó là đại họa và câu lạc bộ chủ quản Inter Miami hẳn sẽ phải giận điên người với những người có trách nhiệm của Liên đoàn bóng đá Argentina. Đội bóng Mỹ đã nâng Messi như nâng trứng, đánh đổi cơ hội dự vòng playoff MLS để lấy thời gian hồi phục cho Messi. Nếu cứ hết lần này tới lần khác El Pulga dính chấn thương khi về tuyển, đó chẳng khác nào một cái tát vào mặt của Inter Miami. Và trong trường hợp thứ ba, Messi có thể thi đấu và không chịu tổn hại gì, thì nó cũng có đầy mặt trái. Có thể khẳng định lứa cầu thủ vừa vô địch thế giới của Argentina rất bình thường nếu tách riêng Messi ra. So với thế hệ năm 1986, Argentina còn chẳng có nhiều ngôi sao bằng. Điều mấu chốt là cả hệ thống mà huấn luyện viên Scaloni xây dựng là để phục vụ Messi chơi xung quanh số 10. Messi vừa là trái tim, vừa là khối óc, đôi khi còn là đôi chân cho Albi Celeste. Chính những khoảnh khắc kỳ diệu của Messi đã khiến cho hành trình đoạt cúp vàng của đại gia Nam Mỹ trở nên khả thi. Bây giờ, khi không có Messi, Argentina biết trông vào ai đây? Họ đúng là đang sở hữu khá nhiều tên tuổi như Lautaro Martinez, Enzo Fernandez, De Paul, Mac Allister và đặc biệt là cầu thủ có phong độ cực cao Julian Alvarez. Nhưng thử hỏi ai trong số này có thể làm thay vai trò của Messi? Và nói đi thì cũng phải nói lại, sẽ là một đòi hỏi quá đáng nếu yêu cầu một cầu thủ nào đó phải ngay lập tức thay thế Messi. Cần rất nhiều thời gian, công sức và chất xám để có được một con người như vậy. Nhưng nếu không bắt đầu từ bây giờ thì đợi tới khi nào mới có? Và chuyện này càng trở nên bất khả thi khi lúc nào Scaloni cũng nghĩ tới cái tên Messi hay Messi trong đầu. Ở tuổi 36, Messi đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Chúng ta đang nhìn thấy chính xác tình cảnh của El Pulga trong 1 đến 2 năm tới, đó là vòng lặp chấn thương, thi đấu được vài trận rồi lại chấn thương. World Cup 2022 chính là đỉnh cao của Messi và sau khi vô địch, anh như một quả bóng bị xì hơi cả về thể chất lẫn trí lực. Muốn Messi quay lại thời đỉnh cao, đặc biệt là thể chất thì chắc chắn không có đâu. Từ nay về sau, tình hình chỉ có tệ đi mà thôi. Đương nhiên, bất cứ fan bóng đá đẹp nào cũng muốn thấy cảnh Messi xỏ giày trở lại sân cỏ. Nhưng như đã nói, hơn ai khác, Scaloni phải là người vượt qua được sự hâm mộ cuồng nhiệt này để bắt đầu hành trình tạo nên một biểu tượng mới. Nếu không thì Argentina của ông sẽ lại bước vào chu kỳ suy thoái như thế hệ đàn anh, không giành được bất cứ danh hiệu nào trong gần 3 thập kỷ. Vận mệnh của một quốc gia không thể chỉ phụ thuộc vào một cá nhân. Chính bản thân Messi cũng muốn điều đó. Anh muốn tương lai bóng đá Argentina sẽ bước sang một chương đại thành công sau chức vô địch thế giới, chứ không phải là trở lại bóng tối. Messi không bao giờ muốn làm gánh nặng của đội, trở thành rào cản ngăn cản những đàn em giàu tiềm năng có cơ hội phát triển. Nhưng Messi không thể làm khác. Tình yêu mà anh dành cho đội tuyển quê hương quá lớn và chỉ cần có giấy triệu tập, Leo sẽ lại xách ba lô lên đường. Đúng như Kylian Mbappé đã chia sẻ sau thất bại trong trận chung kết ở Qatar, lứa cầu thủ này của Pháp sẽ còn phát triển khủng khiếp gấp nhiều lần trong tương lai. Đúng vậy, so với Argentina, Pháp nhiều tiềm năng hơn hẳn ở mọi tuyến. Ngoài Mbappé, trong tay huấn luyện viên Didier Deschamps còn rất nhiều tiền đạo khác. Để so kè với lứa của Le Bleu này tại World Cup 2026, nếu Argentina vẫn phụ thuộc vào Messi thì thực sự là không có cửa. Tương lai là một cái gì đó rất mông lung với Messi lúc này. Anh phải hàng ngày lắng nghe cơ thể của mình, bởi thời gian có thể đưa mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của chủ thể lúc nào không hay. Những gì diễn ra trong 3 tháng qua là minh chứng rõ ràng nhất. Hành trình để Inter Miami đi từ địa ngục lên thiên đàng rồi trở lại địa ngục nhanh không ngờ, cũng chỉ vì một cái tên Messi. Và lần gần nhất anh đá chính cho Inter Miami ngày 21 tháng 9 năm 2023 lại chỉ có hơn 30 phút trong trận gặp Toronto, rồi phải xin thay ra vì khó chịu ở bàn chân. Nhưng sau đó huấn luyện viên Tata Martino lại nói Messi xin rời sân do mệt mỏi. Messi có đủ sức khỏe để tái xuất bất cứ khi nào không? Đã có tin Messi chấn thương nghiêm trọng hơn dự kiến ban đầu và sẽ phải nghỉ tới 4 tháng vì bị rách gân kheo. Tin đó là giả, nhưng Messi không ổn thì là thật. Có lẽ chính Messi cũng chẳng biết là tương lai sẽ đưa mình về đâu nữa. Thôi thì chẳng biết sau này thế nào. Hãy nhắc về quá khứ, về câu chuyện David Beckham mất 10 năm để lên ý tưởng và hoàn thành việc đưa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về đội bóng tại Mỹ của mình. Trả lời cậu bạn thân Gary Neville, Beck chia sẻ: Thành thật mà nói, mọi người biết tôi đã bắt đầu công việc này từ 10 năm trước. Thời điểm đó tôi đang thành lập một đội bóng ở Miami với tầm nhìn là sẽ đưa những cầu thủ giỏi nhất về đây thi đấu. Với tư cách là chủ sở hữu của một đội bóng thì bạn luôn muốn chiêu mộ những cầu thủ giỏi nhất về đội của mình. Nhưng cơ hội để làm điều đó là không nhiều và rất khó. Luôn có rất nhiều thử thách ẩn sau những lần chiêu mộ cầu thủ như thế. Nhưng để chiêu mộ được Messi, tôi đã từng lẻn vào khách sạn mà bố cậu ấy ở tại Barcelona vào 4 năm trước để gặp ông ấy và bày tỏ nguyện vọng của mình. Thời điểm đó rõ ràng chúng tôi chưa thể sẵn sàng để đưa anh ấy đến Miami và Messi cũng chưa sẵn sàng cho việc nghĩ đến thi đấu tại nước Mỹ. Nhưng tôi vẫn bày tỏ với Jorge Messi rằng chúng tôi muốn chiêu mộ con trai của ông, chúng tôi muốn cậu ấy đến Miami thì Messi cảm thấy sẵn sàng. Sau quãng thời gian đó, tôi đã thấy cơ hội cho Inter Miami khi anh ấy ở những ngày tháng cuối cùng của hợp đồng với Paris Saint-Germain. Thời điểm ấy thì mọi người đều cho rằng Messi sẽ quay trở lại với Barca, nhưng rồi đột nhiên mọi chuyện là không diễn ra như nhiều người dự kiến. Việc đưa được những ngôi sao như là Messi đến đây thực sự chẳng khác nào một giấc mơ với những đứa trẻ tại Miami. Tôi đã từng đối đầu với Messi khi còn ở Paris Saint-Germain và Real Madrid. Ngay từ những thời điểm đó, cậu ấy đã là một cầu thủ quá giỏi rồi. Nhưng đến khi bạn được chứng kiến và theo dõi Messi tập luyện hàng ngày thì mọi thứ còn đỉnh hơn như vậy nhiều. Mọi chuyển động và những gì Messi làm trên sân khiến trái bóng gần như chẳng bao giờ có thể rời khỏi chân của cậu ấy. Đối với bọn trẻ tại học viện thì nó gần như là một điều rất khó tin khi được chứng kiến Messi tập luyện. Những đứa trẻ say mê theo dõi Leo tập luyện ngay từ những buổi đầu anh ấy tới đây. Tôi cũng chẳng khác gì mấy đứa nhóc đó cả. Trong 5 tuần đầu tiên khi Messi mới tới Miami, tôi luôn có mặt ở sân tập vào lúc 7 giờ chỉ để chờ xem Messi tập luyện. Tôi giờ 48 tuổi rồi, nhưng thật sự là chỉ cần xem Messi tập thôi cũng đủ để khiến bạn cảm thấy phấn khích rồi. Mọi thứ cậu ấy làm và chuẩn bị cho một buổi tập đều vô cùng đặc biệt. Beckham đang được sống trong giấc mơ của hàng triệu người, và khi nào còn có thể, hãy cứ tận hưởng thôi.